Dạ em chào chị cần gì ạ? Ờ, anh Đăng Duy, à không, ờ, khách mà mướn phòng này nè, đâu rồi? À, dạ, khách đã trả phòng, bây giờ tụi em đang dọn dẹp để chuẩn bị tiếp đón khách khác à? Vậy hả? Cảm ơn em nha. Dạ, không có gì ạ. Em làm gì em làm đi. Dạ. Của anh à? Ừ, cảm ơn. Dạ, không có gì. Alo. Anh Đăng Duy, anh đang ở đâu vậy? Sao tự nhiên trả phòng khách sạn? Xin lỗi Thiên Kim nha, tôi phải về Sài Gòn gấp, mà quên cho cô hay, mong cô thông cảm cho tôi. Anh thiệt là... Nghe báo tin người nhà bị bệnh, tôi thực sự rất là rối lòng, cho nên là quên báo cho cô. Thật sự xin lỗi cô nhiều nha. Cô có thể ở lại đó chơi thêm 2 ngày nữa. Tôi đã thanh toán tiền hết cho khách sạn rồi. Người nhà bệnh. Alo. Dì Tư hả? À. Con là Thiên Kim nè. Thiên Kim hả? Ở nhà ai bệnh vậy? Mỹ Ngọc hả? Ờ, Mỹ Ngọc vẫn khỏe. Người bệnh là Thanh Vân. Thôi tôi cúp máy đây. Thanh Vân. Anh tới đây được rồi. Cảm ơn em vì một bữa cơm rất vui. Anh không chê là em vui rồi. Nếu như anh thấy ngon, lần sau tới ăn cơm với gia đình em nữa nha. Anh làm sao dám phiền cô chú và em hoài được. Anh thấy nãy giờ có ai phiền không? Anh cũng biết là chú tím của em rất là quý anh mà. Hứa với em đi, lần sau tới nữa nha. Được rồi, lần sau sẽ tới. Bây giờ em vô trong nghỉ ngơi đi. Anh về nghe. Bye bye.
Tình hình cô ấy sao rồi cô? Cô ấy vẫn bình thường không sao. Cô ấy vẫn ngủ ly bì vậy sao? Cô ấy vẫn ổn, nhưng do tác dụng phụ của thuốc nên cô ấy vẫn còn ngủ vậy thôi. Cảm ơn cô. Bây giờ đã có tôi ở đây rồi, cô có thể nghỉ ngơi. Anh từ Đà Lạt bay về rồi tới thẳng đây sao? Dạ phải. Cô ấy thiệt là có phước, được chồng cưng. Mà cô em chồng cũng thương quá trời luôn. Lúc tối nhìn thấy cảnh em chồng cô ấy quyến luyến không rời, tôi cảm động quá trời luôn. Phòng bác sĩ ở ngay bên cạnh, nếu có gì cần anh cứ gọi, bác sĩ sẽ tới ngay. Cảm ơn. Chào anh. Cô đó, cô ngang bướng lắm đó, cô biết không? Trong người yếu rồi mà còn đi mưa đi gió, tối lại ra sân hướng xương. Tôi nói mà cô đâu có chịu nghe. Cứ tưởng mình là mình đồng gia sắc không? Báo hại tôi phải vượt mấy trăm cây số. Cô vừa lòng cô chưa? Cái gì mà mới bệnh cũng mấy ngày mà hốc hác rồi. Tôi phải nhắc dì Tư coi lại cách ăn uống của cô mới được. Con nhớ ăn uống điều độ, đừng bỏ bữa, có hại cho sức khỏe đó. Chúc con ngon miệng. Sợ là chị hai chết bỏ em đó. Chị xin lỗi nha, chị đã làm cho em với dì Tư phải lo lắng vất vả từ hôm qua tới giờ. Nè con, có cháo dì Tư mới nấu nè, con ăn đi, cháo đang nóng để mau lợi sức nè. Dạ. Cả ngày hôm qua con chưa có ăn uống gì hết đó. Đây con cầm cho. Cẩn thận nóng đó. Để con thổi cho nó hết nóng. Cẩn thận nha con. Một miếng nha. Con cảm ơn dì Tư, con làm phiền dì nhiều quá. Có gì đâu, con khỏe lại là mừng rồi đó. Con mau ăn đi. Dạ. Đúng rồi đó, cháo ngon lắm đó. Nè Mỹ Ngọc, con ở đây chơi với chị hai. Dì Tư đi chợ, lát dì ghé qua đón con về nhà luôn. Dì Tư đi chợ tới ngày mai hãy về nha. Dì Tư, dì Tư cứ đi chợ đi, lát nữa con xin xuất viện rồi đưa Mỹ Ngọc về luôn. Đâu có được, bác sĩ nói con còn ở lại để theo dõi mà. Dì, con thấy trong người con khỏe lắm rồi, con cũng không có còn sốt nữa đâu. Nè, con không có được cãi lời bác sĩ, con phải ăn rồi nghỉ ngơi. Dì Tư đi chợ, lát dì Tư ghé lại, nghe không? Dạ. Đúng rồi, mình phải ăn rồi nghỉ ngơi, nghe lời người lớn nói thì mới mau khỏe được, biết chưa? Mỹ Ngọc ngoan.
để con mở cửa cho. Ăn hết rồi uống sữa nghe không con? Dạ. Dạ mời dì Tư đi chợ tới ngày mai. Con nhỏ này thiệt. Cháo ngon không chị hai? Ngon. Mà chán quá. Chị đã hết thiệt bệnh rồi mà dì Tư cũng không cho chị về nữa. Chị mà về là anh hai la đó. Anh hai nói chị phải ở lại bệnh viện, chị chưa có khỏe hẳn đâu. Ai nói cho anh hai em biết là chị bị bệnh vậy? Bộ em nói hả? Tại hôm qua chị bị sốt cao. Em sờ lên trán của chị mà cái tai của em nó muốn phỏng luôn á. Đã vậy ha, chị còn mê sản, nói cái gì lung tung hết á. Em với dì Tư sợ quá chừng luôn. Mẹ không có ở nhà nên dì Tư phải gọi điện thoại cho anh hai biết đó. Chiều nay anh hai mới về phải không? Chị không biết gì hết hả? Cả đêm hôm qua anh hai canh chừng chị ở đây nè. Em mới nói là cả đêm hôm qua anh hai ở trong này với chị hả? Có thiệt không vậy? Thiệt chứ. Sáng sớm em thức dậy là đã nghe anh hai nói chuyện với dì Tư rồi. Biểu là dì Tư nấu cháo nè, đem vô cho chị ăn cho mau khỏe đó. Chị ăn cháo đi. Ăn cháo xong còn uống sữa nữa. Hả? Sao anh ta lại ở đây cả đêm với mình được chứ? Không đâu, chắc Mỹ Ngọc nghe lầm rồi nghĩ như vậy thôi. Em tưởng ai cũng thương chị giống như em thương chị chắc. Thì đúng vậy mà. Em thương chị hai, dì Tư thương chị hai, mẹ thương chị hai, anh hai cũng thương chị hai luôn. À quên nữa, xém xíu quên. Đây nè, cái điện thoại của chị hai hết pin nên là em sạc đầy pin cho chị rồi nè. Chị cảm ơn em nha, em thiệt là chu đáo quá đi à. Em lớn rồi em phải biết chứ, nhưng mà chị nặng cái má em đau quá. Em gái của chị lớn thiệt rồi. Alo. Chị ơi, xe đã tới rước mình dưới cổng rồi. Biết rồi. Mình không thể thua một con ở đợ. Nhất định không thể thua nó. Chị không mang nữa đâu, ngán quá. Vậy uống sữa nha. Ồ ơi, bệnh thôi mà xong rồi á chắc là mập lắm. Chị, cái cháo này á không ăn nữa đúng không? Để đây đi, lát em ăn cho, dì Tư không có biết đâu. Sao
Xong bệnh chắc chị mập thụ lù luôn á. Ăn hoài. Uống đi, uống đi, ngon lắm đó. Tự nhiên chị mắc toilet quá. Chị vô toilet lát rồi ra uống sữa nha. Em dẫn chị đi nha. Thôi không cần đâu, chị đi một mình được rồi, ngại dạ, chết. Chị đi từ từ thôi. Em ở ngoài đây canh chừng cho. Sữa này thơm quá à. Uống một miếng nha, có xin phép rồi đó. Em nghe nè. Hôm qua sao anh gọi em không được? Em xin lỗi, tại điện thoại của em hết pin á. Tối hôm qua anh có chờ em không? Anh lúc nào mà không chờ em. Nhưng mà anh gọi em không được. Anh nghĩ là em bằng chuyện gì đó. Hôm qua đã có chuyện gì xảy ra sao? Nếu biết mình bị bệnh, chắc anh sẽ lo nhiều lắm. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao em không gọi cho anh biết? Không có chuyện gì hết. Hôm qua em bận nhiều việc quá, không có tiện ra ngoài, cho nên không có liên lạc anh được. Anh đừng có giận em nha. Không sao, không có gì là tốt rồi. Em không giận anh thì thôi, chứ làm sao mà anh giận em. Anh, em nhớ anh quá. Anh cũng nhớ em. Hay là tối nay mình gặp nhau nha. Tối nay chắc không được rồi. Để em sắp xếp, rồi em liên lạc lại với anh nha. Vậy cũng được. Thôi bây giờ anh chuẩn bị đi làm. Tạm biệt em. Dạ. Tạm biệt anh. I love you. Love you too. Mỹ Ngọc của chúng ta lúc này rất ngoan, rất vui vẻ. Ba mẹ có thể yên tâm về Mỹ Ngọc được rồi. Tất cả cũng là nhờ của cô Thanh Vân. Chính vì vậy mà anh mới đối xử tốt với cô ấy. Em hiểu mà, đúng không Khánh Băng? Em lúc nào cũng hiểu lòng anh. Cho dù ở đâu, em luôn mong anh và Mỹ Ngọc vui vẻ, hạnh phúc. Anh phải hạnh phúc thì em mới được yên lòng. Rồi, xong rồi đây. Nè, em ăn dĩa này cho nóng, anh mới chiên đó. Cảm ơn anh. Anh bận rộn nhiều chuyện như vậy á mà còn tới sớm để làm bữa ăn sáng cho em nữa. Có gì đâu, anh cũng cần phải ăn sáng mà. Ai cũng đi làm hết, vậy hai đứa cùng ăn có phải vui hơn không? Em ăn đi, ăn xong á anh chở em tới trường nha. Vừa được ăn vừa được chở đi học nữa, em thích quá à. Em nghe nè chị hai, em biết rồi. Chị đưa cháu tới bệnh viện trước đi, em tới liền. Bé Tiền bị sao vậy hả anh?
con bé bị chảy máu mũi, chảy nhiều lắm, chị hai sợ lắm. Anh phải tới bệnh viện liền đi. Anh xin lỗi em, anh không thể chở em tới trường được rồi. Anh đừng có lo cho em, anh đi tới bệnh viện đi, hay là để em đi chung với anh? Không cần đâu, em phải tới trường. Anh không muốn làm ảnh hưởng tới việc học của em. Có gì anh sẽ liên lạc với em sau. Dạ, học xong em sẽ chạy qua đó. Được rồi, có gì anh gọi cho. Chị hai à, xin chị hãy phù hộ cho bé Tiền. Chị ơi, em thấy trong người khỏe như lắm rồi. Em xuất viện được chưa hả chị? Tuy em không còn sốt nữa, nhưng cơ thể của em còn yếu lắm. Chồng em đã yêu cầu bệnh viện giữ em lại để theo dõi sức khỏe của em đó. Chị nói chồng em hả? Đúng vậy. Em thiệt là may mắn đó nha, được chồng cưng quá trời. Vừa nghe nói em bệnh là gọi điện tới bệnh viện dặn dò đủ thứ hết trơn, cấp tốc bay từ Đà Lạt về cả đêm cứ ngồi bên em. Em thiệt là có phước, tụi chị ngưỡng mộ em quá đi à. Em có cô em chồng thiệt là dễ thương đó nha. Em cứ nằm yên ở đây nha, phải chịu khó nằm yên ở đây để chị truyền nước biển. Chị sẽ trở lại ngay. Vậy là Mỹ Ngọc nói không sai mà. Cả đêm hôm qua anh ta ở đây, ở bên cạnh mình. Chị hay tin mình bệnh mà lập tức bay về sao? Làm gì có chuyện đó chứ. Chẳng qua anh ta tự quay về rồi nói vậy, giả bộ làm người tốt trước mặt mọi người thôi. Nhưng tại sao anh ta lại thức cả đêm ở đây bên cạnh mình chứ? Hay là anh ta có tình ý gì với mình? Ôi, ý ẹ ghê quá à. Làm gì có. Ôi, mình điên mất rồi. Ôi, phức tạp quá à. Anh ta là loại người gì chứ? Chị hai à, em biết là chị đau lòng lắm. Em cũng không khác chị đâu. Nhưng mà bây giờ hơn lúc nào hết, chị em mình cần phải hết sức bình tĩnh thì mới lo được cho cháu. Chị, anh Tấn nói phải đó chị. Bây giờ chị là chỗ dựa chủ yếu của bé Tiền. Với lại nếu cứ đau buồn như vậy hoài, chị mà ngã bệnh thì ai lo cho bé Tiền? Chị cảm ơn hai em. Chị sẽ cố gắng. Chị phải ráng mạnh mẽ lên. Ngoài anh Tấn ra còn có em,
Em sẽ luôn ở bên cạnh của mẹ con chị. Khánh Hà, chị thật có lỗi với em. Em trai của chị chưa làm được gì cho em, mà em đã phải nặng lòng về mẹ con của chị. Tân à, chị cũng có lỗi với em. Chị đã rất mong em có bạn gái, rất mong em lấy vợ, sinh con, để dòng linh của ba má được thỏa lòng nơi chính xuôi. Vậy mà khi em có bạn gái, chị cũng không giúp được gì cho em, còn bắt em gánh thêm gánh nặng của mẹ con chị. Chị Hai, sao chị lại nói như vậy? Mình là chị em ruột thịt mà, có phước cùng hưởng, có quà cùng chia. Chị nghĩ chi điều đó cho đau lòng. Từ nay chị em mình phải nghĩ cho bé tiền kìa, tìm mọi cách để dành lại sự sống cho cháu nó. Chị đừng bận lòng tới những chuyện khác nữa chị Hai. Đúng rồi, chị phải ráng nghe lời anh Tấn nha chị. Mà chị Hai nè, sắp tới cháu nó phải nhập viện điều trị đó. Chị coi, đừng có nhận đồ sữa cho khách nữa, dành hết thời gian để lo cho cháu. Chị biết rồi. Hai ngày tới em không có giờ lên lớp, ở nhà em cũng không có làm gì hết. Em sẽ tới đây chăm sóc cho bé tiền phụ chị nha chị. Như vậy đâu có được. Em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, chị sắp xếp được mà. Khánh Hà, em không cần phải nhọc công như vậy đâu. Nhà này còn có anh mà, anh lo được. Anh đừng có lo. Hai người cứ để em tới cho vui nha. Nha chị. Chị cảm ơn em nhiều lắm nha. Không có gì hết mà chị. Sao chị Hai lâu quá vậy? Coi kìa, thì chị Hai cũng về mà, con ngồi xuống đây đi. Thôi thôi, con không ngồi đâu, con đợi chị Hai à. Xe gì mà chạy lâu dữ vậy không biết nữa. Nè nè, con mà cứ nhăn nhó như vậy là hết đẹp đó. Mình phải tươi lên, mình phải... Hả? Chị Hai, chị Hai về mẹ ơi, chị Hai về. Dạ, con thưa bác, con mới về. Sắp được chơi với em rồi. Hai chị em làm như xa nhau lâu lắm rồi không bằng á. Con xa chị Hai là 36 tiếng 17 giây rồi. Trời đó. Trời ơi, thiệt chị luôn hả? Ừ, em nhớ chị lắm đó. Chị cũng nhớ em. Bác thiệt là có lỗi, con đang bệnh mà bác lại ở đêm ở trên chùa. Bác cứ tưởng đâu là con cảm thông thường thôi, ai mà ngờ đâu. Con đừng buồn bác nghe. Dạ, con đâu có dám buồn bác. Con làm phiền cả nhà như vậy, bác không trách con là may cho con lắm rồi. Mọi người còn lo lắng cho con nhiều tới vậy, con biết ơn còn không hết nữa là... Trời, ơn nghĩa gì chứ. Thôi, vô nghỉ đi con. Dạ. Chị Hai, chị Hai, chị Hai lên phòng nghỉ ngơi đi, để em đưa chị Hai lên. Bữa nay chị Hai không cần phải làm gì hết trơn á. Muốn làm gì á, sai dì Tư nè. Em không được nói như vậy. Với dì Tư, em phải nói là nhờ. Vậy, nhờ dì Tư nha. Vậy được á. Vậy con đưa chị Hai lên phòng đi, dì Tư xuống bếp. Dạ. Chị Hai, leo lên em cõng. Ôi trời, trời đất ơi, em cõng làm sao nổi chị. Nhưng mà chị bị bệnh mà. Vậy chị dịnh vậy thôi là được rồi. Vậy chị dịnh chắc nha. Mượn cái dây của em ha. Đi cẩn thận nha. Đi theo em nha. Coi chừng té. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên chị. Chào chị, chị khỏe không? Tôi khỏe, cảm ơn cậu. Hôm nay có sếp em ở đây, chị nói chuyện với sếp em nghe. Ok. Chào anh. Chào cô. Tôi đã gửi bản kế hoạch mới để cho cô nghiên cứu. Thành công của chúng tôi luôn mong nhận được sự hợp tác của cô. Đương nhiên á, là tôi tin tưởng thành công rồi.
Thành công của anh á, có nhân tài như cậu Kim thì làm sao không tin tưởng được. Tôi sẽ xem kỹ rồi sẽ quyết định nha. Tôi chắc chắn cô sẽ không phải hối tiếc vì đầu tư vào dự án này đâu. Cô cần tìm hiểu gì thêm thì trao đổi với cậu Kim. Tôi đang bận việc nên xin phép tạm biệt trước. Dạ. Ok, anh cứ tự. Dạ, chào cô. Chào anh. Dạ. Nói chuyện với cổ đi. Dạ, tôi đi. Cậu Kim, về bên này tôi nhớ Việt Nam, nhớ cậu nhiều lắm, có biết không? Công việc của chị bên đó vẫn tốt chứ hả? Cảm ơn cậu, mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Chỉ có chỗ này là không có được ổn thôi. Điều này chắc tôi phải thường xuyên về Việt Nam rồi. À, sếp cậu đã hứa rồi đó. Khi nào tôi về Việt Nam sẽ đặt cách cậu làm hướng dẫn viên, dẫn tôi đi tham quan 3 vùng miền của đất nước luôn. Cậu có vui lòng không? Được đi với chị là niềm vinh hạnh cho tôi nhiều lắm. Thật nha. Thật. Thôi, tôi không làm phiền cậu nữa. Cậu đi làm việc đi. Chúc cậu một ngày tốt lành. Tạm biệt chị. Bye cậu. Em thiệt là may mắn đó nha, được chồng cưng quá trời. Vừa nghe nói em bệnh là gọi điện tới bệnh viện dặn dò đủ thứ hết trơn. Cấp tốc bay từ Đà Lạt về cả đêm cứ ngồi bên em. Chị hai mà về là anh hai em la đó. Anh hai em nói chị hai cần phải ở lại bệnh viện. Chị hai chưa có hết bệnh mà. Ủa, sao chị hai không biết hả? Tối hôm qua anh hai canh chừng chị hai ở đây mà. Không phải chứ. Sao anh ta lại tốt với mình như vậy? Ý đồ của anh ta là gì chứ? Anh ta biết mình nghi ngờ nên đóng vai làm người tốt trước mặt mình hả? Không đúng. Chị hai, chị bị sao vậy? Bộ chị mê sản nữa hả? Em đừng lo, chị chỉ đang suy nghĩ một số việc thôi. Em muốn làm gì em cứ làm việc của em đi. Đừng quan tâm tới chị, để chị tập trung suy nghĩ một chút. Chị thấy trong người cái gì khác khác á, chị phải kêu em liền nha. Chị biết rồi. Ai dám nói em là con nít chứ. Em lớn rồi đó. Em 20 tuổi lận á. Chị biết rồi. Chị biết em lớn rồi được chưa? Dạ được rồi. Chắc chị phải đi xuống nhà đi lại một chút cho giãn gân cốt nha. Em đi với chị nha. Em vẽ tranh đi, xíu chị lên chị coi. Vậy chị nhớ là đi xuống cầu thang là phải đi từ từ thôi đó. Đứng lên, mang dép vô. Rồi, đi ra cửa. Mỹ Ngọc đóng cửa lại giùm cho nha. Ý, dì Tư á, lên mà thấy như vậy là la chết. Em phải giúp cho chị hai thôi. Để đây, cái này 45 độ. Lúc nào đối diện với mình, anh ta cũng làm ra vẻ hung thần bạo chúa. Vậy sao phải giả làm người tốt khi mình không biết gì? Để làm gì kia chứ?
Mặc kệ anh ta đi. Dù sao mình cũng phải biết ơn vì anh ta đã lo lắng cho mình. Còn mục đích sâu xa của anh ta là gì á? Thì kể đi. Anh ta làm gì trong đó vậy ta? Xin lỗi anh, tại tôi không để ý. Anh ơi, có chuyện gì? Tôi muốn cảm ơn anh. Cảm ơn tôi? Vì cái gì? Tôi nghe nói là tối hôm trước anh đã nhờ tôi mặc cấp tốc bay từ Đà Lạt về, rồi còn thức cả đêm ở bệnh viện canh chừng tôi nữa. Tôi rất cảm ơn anh. Bệnh viện này làm ăn tất trách thiệt. Cô vẫn còn sốt cao, tại sao lại cho xuất viện về nhà chứ? Tôi hết sốt rồi mà. Tôi khỏe rồi thiệt đó. Hết sốt rồi mà sao cô vẫn còn mê sản vậy? Tôi mê sản hả? Cô tưởng cô là ai mà khiến tôi phải gấp rút ba gì? Cô là ai mà tôi phải túc trực bên giường bệnh cả đi? Vậy mà không chịu là mình đang mê sản sao? Mau vô soạn đồ rồi nhập viện lại giùm tôi đi. Ủa? Cái gì vậy trời? Vậy là sao? Rõ ràng là cô y tá nói. Hay là người mà cô y tá nói là anh Khiêm? Cũng đâu có đúng, anh còn không biết mình bị bệnh mà. Vậy là người đó không thể là anh Khiêm được. Mà Mỹ Ngọc cũng xác nhận là anh ta ở trong bệnh viện cả đêm với mình. Vậy sao anh ta phải chối chứ? Ôi. Anh Khiêm nói đúng à. Anh ta có quá nhiều bộ mặt. Anh ta quá bí ẩn. Mình không sao hiểu được con người của anh ta. Ủa mà mình cần hiểu con người của anh ta làm gì chứ? Việc của mình là phải tìm ra chứng cứ phạm tội của anh ta. Chỉ vậy thôi. Mà sao kỳ vậy ta? Rõ ràng. Mời vào. Chào anh. Ủa, Tiểu Quy, làm sao? Dạ. Mời em ngồi. Chắc là anh bất ngờ và ngạc nhiên khi em tới đây lắm đúng không? Em muốn gì không? Anh gọi. Dạ không cần đâu. Em có việc đi ngang qua đây. Tới giờ nghỉ trưa nên là định mời anh đi ăn. Anh không được từ chối nha. Em làm anh ngại quá. Hết tới nhà em dùng cơm. Hôm nay được em tới tận đây để mời. Hay là trưa nay anh sẽ mời cơm em nha. Vậy cũng được. Coi như là trưa nay em tới đây để xin anh một bữa cơm. Em nói như vậy anh ngại thiệt đó. Được em mời dùng cơm là vinh hạnh cho anh lắm rồi.